Em Tuyến xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em Tuyến lại tiếp tục gặp gỡ trong các bác trong một video mới. Thì em Tuyến giới thiệu cho các bác đến 6 bộ sản phẩm từ những đầu tappe, những âm ni, suốt âm tụ và những con bao siêu gấu, siêu khủng. Thì đầu tiên thì em Tuyến giới thiệu luôn cho các bác đến một con tappe đến từ thương hiệu của Technic. Đấy, dòng Technic này thì nổi tiếng với lại là thu phát cực tốt mà thu hay. Nếu mà nói về độ thâu băng thì Technic hầu như là số 1 rồi. Bởi vì ngày xưa thì các bác biết là Technic thì nó là một cái cỗ máy để chuyên để in ra tiền rồi. Đấy, cỗ máy để chuyên để in ra tiền bởi vì nó thâu rất là chuẩn luôn. Và con này cũng không ngoại lệ. Dòng Technic RS 630U mắc đôi các bác nhá, 630U mắc đôi. Đấy, một con tappe này thâu cho chất lượng thâu băng rất là tốt luôn. Có thể thâu kiếm tiền được luôn. Và con này sở hữu cho mình hai đồng hồ vu cực kỳ to luôn và rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn hai cái đồng hồ vu của nó tuyệt đẹp luôn. Các bác nhìn độ ve vải. Và con này thì nó thiết kế là hai bộ volume, một bộ volume chỉnh tín hiệu ra này, một bộ volume cho các bác có thể các bác làm rè này. Đấy, đường input là đường vào nhé các bác nhé. Đấy, là các bác có thể làm rè. Mà các bác chơi nhạc qua những con này cho chất âm rất là hay và rất là tuyệt vời luôn. Và con này với thiết kế rất là chất lượng và thiết kế máy móc của nó thì em bao zin bao đẹp này. Một bộ máy đặc xoắn luôn này, thiết kế rất là chất lượng luôn. Thì ở sau thì nó có một cái đường là đường tín hiệu này là ra loa các bác nhé. Sau này nó bẩn nên em sẽ lau chùi sau, bởi cái này nó là bằng nhựa nên là các bác không sợ han gì. Ở đây là đường tín hiệu ra và đây là tín hiệu vào, thì các bác có thể kết hợp từ điện thoại hay là tivi xuống đây. Rất là chất lượng luôn. Đấy, dòng Technic model 630U mắc đôi. Con này thâu thì miễn bàn rồi, con này thâu phát thì miễn bàn luôn. Rất là hay. Đây em bật điện lên cho các bác xem này. Đấy, các bác nhìn nhé, hai bộ đồng hồ vu tuyệt đẹp luôn. Và ngay cả ở chỗ này thì nó cũng có đèn để chiếu vào băng, rất là đẹp luôn. Dòng này nó gọi là dòng cửa nùa các bác nhé. Đấy, dòng cửa nùa. Ở đây thì nó có một cái miếng gương để cho các bác nhìn thấy băng chạy. Đây em sẽ mở luôn cho các bác xem này. Đấy. Ở đây thì nó ra băng, đây này hết băng, các bác nhìn. Đó, cái này này, chạy luôn này. Đấy, cực kỳ chất lượng luôn, thu phát thì cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác gõ tín hiệu ra. Con này thì thu của nó thu rất là chuẩn. Đấy. Các bác nhìn nhé, băng chạy rất ngọt ngào này, tua đi này. Đấy, tua đi tua lại này. Thì cũng rất là ok luôn này. Đấy. Các bác nhìn nhé. Con này thì với tình trạng là khá mới, khá đẹp luôn. Đấy. Ra băng thì các bác nhấn là ra băng, nhấn là nó ra phụt băng ra luôn. Và băng thì các bác chỉ cần đưa vào sập xuống là ok. Đấy, chơi rất là tuyệt vời. Và với con đầu tappe Technic 630U mắc đôi, hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với mức giá là 2.600.000 đồng nhé. Bình thường con này em đang bán với giá là hơn 3 triệu. Hôm nay em Tiến để cho các bác với mức giá là 2.600.000 đồng cho một con tappe thu phát cực kỳ tốt luôn. Các bác in băng rất là ok luôn. Đấy, với tình trạng là đẹp xuất sắc luôn. Toàn bộ là đẹp xuất sắc như mới luôn. Đó, chỉ giá chỉ có 2.600.000 đồng. Đó. Tiếp theo em Tiến giới thiệu cho các bác đến một con âm ni cũng đình đám của Onkyo, một model rất là gấu và chất lượng. Đấy, dòng Onkyo có model là A817EX các bác nhé, 817EX. Đấy. Con này thì nó này có một cái cổng đánh rất là hay, bởi vì nó có cổng super bass để cho các bác chơi, ví dụ như các bác nào thích độ bass mạnh. Đấy, cổng super bass này. Đấy, một volume để chỉnh cho super bass rất là hay và rất là chất lượng luôn các bác nhé, rất là chất lượng luôn. Ngoài đây là chỉnh bass, chỉnh chét. Đấy, con này đánh hai cầu loa A và B và con này cho công suất rất là lớn luôn, hai quả tụ như hai non coca luôn, một biến áp khủng. Và đặc biệt là con này đánh bốn sò san ken hai vít nhé, sò san ken hai vít. Các bác nhìn cái tỏa nhiệt đã thấy là nó là hàng khủng rồi. Đấy, các bác nhìn bộ tỏa nhiệt chưa, máy móc em bao zin bao đẹp như mới tinh. Từ đèn thúc xanh đen còn zin nguyên bản này, đèn thúc xanh đen này, đấy, đèn thúc xanh đen còn zin nguyên bản luôn, chưa có một mối chấm hạt nào luôn. Đít đáy là em bao zin bao đẹp luôn nhé, mặt bụi cũng khá là đẹp, đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Các ngõ tín hiệu vào đây, đấy, ngõ tín hiệu vào ra, rất là chất,
Đây, một model rất là gấu, dòng A817EX, con này công suất lên đến 210W các bác nhé. Đánh hai cầu nó A và B trở kháng, đánh từ 6 cho đến 32 ohm. Đó. Đặc trưng của thằng Onkyo này thì nó đánh từ 6 ohm nên chất bát của nó rất là mạnh. Rất là hay. Đấy. Máy móc em bao xinh bao đẹp như mới từ sassi, còn mới kính con luôn này. Đấy, sassi không có han gì bất kể chỗ nào luôn. Đẹp như mới tinh luôn. Đó. Đẹp như mới tinh luôn. Con này giá xuất xưởng khá là cao luôn các bác nhé. Con này giá xuất xưởng của những dòng này cũng đều tiền cả trăm yên trở lên các bác nhé. Đó. Hai quả tụ rất to, rất đã mắt luôn. Nhìn rất là chất lượng luôn. Và con này thì đánh sò 2 vít thì các bác kết hợp nghe nhạc hay mà kết hợp với vang, hát karaoke cũng rất là tuyệt vời. Bởi vì con này nó là công suất lớn. Đấy, những dòng này nó là công suất lớn. Con này nếu mà các bác thêm vang vào em đảm bảo hát hay còn hay hơn 2.3 luôn. Đó. Rất là chất lượng luôn. Một con máy rất là gấu và rất là đẹp. Cao to, rất là đẹp trai luôn. Và với con âm ni Onkyo 817EX hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với mức giá chỉ có 3.500.000 đồng. Bình thường con này đang bán với giá trên 4 triệu. Hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với mức giá là chỉ có 3.500.000 đồng các bác nhé. 3.500.000 đồng cho một con âm ni rất là chất lượng luôn mà rất là khủng, bởi công suất lớn. Những dòng này công suất lớn thì các bác nhé, các bác nhìn từ cái bộ cầu loa đã đủ thấy thể hiện rất là chất lượng luôn rồi đó, mà công suất lại lớn. Với mức giá em thanh lý cho các bác chỉ có 3.500.000 đồng cho một con âm ni khủng này đó. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con bao, tức là đẩy của Crown các bác nhé. Dòng Crown con này có model là 1002 các bác nhé. Crown 1002 đời mặt nhôm. Đấy là gọi là đời mặt nhôm, nó có đời mặt sắt và con này nó gọi là đời mặt nhôm thì luôn luôn là giá thành cao hơn đời mặt sắt các bác nhé. Đấy. Con này sử dụng hai biến áp riêng biệt cho hai kênh. Đó, hai biến áp riêng biệt và đặc biệt là nó sử dụng những con tụ quả Philips rất là chất lượng luôn. Và không thể thiếu là 24 con sò vương niệm nhé. Sò này sò gọi là sò vương miệng, đặc trưng của Crown, chỉ có Crown với nắp sò vương miệng. Đấy. Các bác nhìn nhé, bởi vì mỗi một con sò thì nó thể hiện một cái vương miệng. Đấy, 24 sò zin nguyên bản theo máy luôn các bác nhé. 24 con sò zin nguyên bản theo máy. Một cái bộ máy của Crown thì đặc trưng thì thiết kế rất là ấn tượng và đặc biệt là cho chất âm rất là hay. Các bác nào đã từng chơi Crown thì các bác đủ hiểu rồi. Đó, rất là hay. Đấy, đây nào nó là một cái quạt nằm mát thì nằm ở giữa đây. Đó, con này thì cực kỳ là chất lượng luôn. Về chất lượng thì miễn bàn rồi. Dòng này thì nó đánh trở kháng thì các bác đánh trở kháng cho em là từ 2 ohm trở lên các bác nhé. Con này đánh trở kháng cho em từ 2 ohm trở lên. Đó, với máy cũng rất là chất lượng luôn. Ở đây thì nó sử dụng hai dắt tín hiệu vào, dắt Canon hoặc dắt Sony. Đấy, để cho các bác chơi. Các bác chơi dắt Sony thì các bác chơi, mà dắt Canon thì các bác chơi. Đó, con này thì nó là hàng xuất châu Âu, điện của nó là 220V và con này công suất lên đến hơn 1000W các bác nhé. Đó, điện 220V. Đó. Đây các bác 220V 9A. 9A nhân với lại 220V thì con này nó là hơn 1000W các bác nhé. Đấy. Để em nhân cho các bác kìa. 220 nhân với lại 9 bằng 1980W các bác nhé. Con này nó là 1980W. Đó. Đây các bác nhìn rõ nhé. 9A nhé. 220V 9A. Nó lên đến công suất lên đến 1980W. 1A thì các bác nhân hiệu điện thế thì nó ra watt. Đó. 24 sò vương miện này. Đó. 24 sò vương miện zin nguyên bản theo máy luôn. Em bao zin luôn. Đó, tình trạng thì nó cũng còn rất là đẹp nhé. Hai volume chỉnh cho hai kênh. Đấy, công tác nguồn đặc trưng của Crown. Con này thì các bác kết hợp với lại vang, hát karaoke, các bác đánh những loa hạng nặng thì nó là miễn bàn rồi. Đó. Và hôm nay em Tuyến xả giá thanh lý cho các bác với con Crown Comtec 1200. Hôm nay em để cho các bác với mức giá chỉ có 8 triệu đồng nhé. Con này bây giờ là thị trường đang bán là 13-14 triệu. Hôm nay em Tuyến xả giá thanh lý cho các bác với mức giá chỉ có 8 triệu đồng cho một con Crown đánh 24 sò vương miện, zin nguyên bản theo máy luôn các bác nhé. 24 sò. Đó, em Tuyến thanh lý cho các bác với mức giá chỉ có 8 triệu đồng. Máy còn rất là chất, em bao zin tuyệt đối luôn cho các bác nhé. Máy rất là chất lượng luôn.
Và tiếp theo em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con âm ly đến từ thương hiệu quả Pioneer. Dòng này là dòng xuất âm tụ, con này có model là QA-80 các bác nhé. QA-80, con này nó là dòng xuất âm tụ. Đây là tụ nọc nguồn, và ở đây thì nó là sử dụng 4 tụ xuất âm cho 4 kênh. Đặc biệt là con này nó sử dụng đến 8 sò quả Toshiba chữ đỏ nhé, với sắc xi 7 màu đẹp xuất sắc từ khung sườn này, 7 màu đẹp xuất sắc luôn. Đó, không có châm mút bất kể một chỗ nào luôn, em bao zin tuyệt đối luôn cho các bác nhé. Và con này chơi thì thể hiện rất là chất lượng luôn. Nó có cả cổng rê ao để cho các bác có thể nằm rê, nằm pau rất là tiện. Mà đặc biệt con này là dòng xuất âm tụ đánh 8 sò. Các bác liền một lúc các bác chơi cho em, riêng con này các bác chơi cho em 4 quả loa bát 30 mà không phải nghĩ ngàng. Đấy, bởi vì những dòng xuất âm tụ nó đánh rất là hay và rất là chất lượng luôn. Đó, các bác nhìn nhé, toàn bộ máy móc em bao zin bao đẹp luôn. Các bác chơi cho em 4 quả loa bát 30. Ở đây thì nó chỉnh cần bát check riêng các bác nhé. Nao nớt đây. Đấy. Nao nớt đây, một con QA-80 rất là đẹp luôn. Mặt này không có xước sát gì. Rất là đẹp luôn. Từ bộ núm zin nguyên bản luôn các bác nhé. Toàn bộ là zin, rất là zin đẹp. Đó, và rất là chất lượng luôn. Ở đây thì nó có 4 volume để chỉnh cho 4 kênh, để các bác liền lúc các bác có thể chơi cho em 4 quả loa riêng biệt, không phải lăn tăn vấn đề gì. Chất lượng âm thanh con này, những dòng xuất âm tụ của Pioneer thì em đảm bảo thì miễn bàn rồi. Đó. Ở đây thì nó có chế độ đây, đánh stereo 4 kênh này, stereo 4 kênh này. Rất là hay và rất là chất lượng luôn. Và những con này thì về rất là ít. Đấy, những con này rất là ít có các bác nhé, rất là ít có. Và tình trạng thì nó đẹp xuất sắc rồi. Vỏ gỗ của nó em bao zin bao đẹp luôn. Con này nó là sử dụng vỏ gỗ nhé. Đấy, rất là chất lượng luôn. Và hôm nay em Tiến cũng báo giá luôn cho các bác với con âm ly Pioneer QA-80. Hôm nay em Tuyến để cho các bác với mức giá chỉ có 5 triệu đồng nhé. 5 triệu đồng. Con này mạch thì nó thiết kế đúng như dòng 9900 của nó nhé. Mạch rất là nó thiết kế đúng như con 9900. Và công suất con này cho ra loa rất là lớn, nên là các bác đánh cho em 4 loa bát 30 mà không phải nghĩ. Đó, rất là chất lượng luôn. Trở kháng thì nó đánh từ 4 ohm trở lên các bác nhé. Từ 4 cho đến 32 ohm. Thoải mái cho các bác đánh mọi dòng loa. Và đặc biệt là những dòng xuất âm tụ này chơi rất là hay. Đấy, tụ nó buồn này, khá to luôn, một biến áp lớn. Con này bởi vì nó là cũng dòng công suất lớn các bác nhé. Thoải mái cho các bác chơi. Ưu điểm nó có những dòng 100V này thì công suất tiêu thụ điện thì nó rất là thấp, nhưng mà công suất ra loa thì lại cực kỳ lớn. Thoải mái cho các bác chơi nhé, các bác nhé, dòng xuất âm tụ với mức giá chỉ có 5 triệu đồng. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con âm Pau quả Nutman, một con Pau Nutman đời chữ đỏ rất là hiếm các bác nhé. Hai con đồng hồ vu to vật vã luôn, hai đồng hồ vu to vật vã mà thiết kế của nó này rất là chất lượng, mặt vàng gold rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn nhé, một cái mặt vàng gold cực kỳ là đẹp luôn, rất là sang trọng, đời Nutman. Dòng là 5M21 đời chữ đỏ các bác nhé. 5M21 đời chữ đỏ mặt vàng gold tuyệt đẹp luôn. Đó. Máy thì được thiết kế 4 quả tụ còn to như 4 non sữa ông thọ nhé. Và đặc biệt là hai bộ nguồn xuyến khổng lồ. Các bác nhé. Hai bộ nguồn xuyến khổng lồ. Đấy. Con này nó sử dụng là sò sắt của nó là sử dụng 8 sò. Ở đây thì tổng của nó là 16 sò sắt. Trong đó thì có 4 sò nhỏ. Trong đó là cả 8 sò nhỏ và 8 sò lớn. Đấy, các bác nhìn nha, 8 sò nhỏ và 8 sò lớn. Con này thì chất âm thì các bác nghe nhạc thì nó là miễn bàn, nó là đỉnh cao rồi. Và đặc biệt con này máy thì nó là dòng công suất lớn, nên là nó thiết kế rất là chất lượng luôn. Hầu như thiết kế theo dạng mono block, rất là chất lượng luôn. Và con này cho công suất lên đến 450W các bác nha. Đấy, các bác nhìn đây, 450W này. Đấy, dòng Nutman công suất lên đến 450W đời 5M21 đời mặt vàng gold. Và ở đây thì nó thiết kế cho là hai cái volume riêng biệt cho hai kênh cầu loa đây. Con này thì trở kháng thì các bác đánh cho em từ 4 cho đến 32 ohm các bác nhé. Từ 4 cho đến 32 ohm. Đấy, dắt tín hiệu vào đây, một dòng pau nghe nhạc rất là chất lượng luôn và rất là cao cấp. Mà nói đồ Nutman thì nó là đỉnh cao, nó về chất lượng rồi, về độ cao cấp này. Đó, về độ cao cấp thì nó Nutman thì nó là hàng chất lượng rồi, nên là đây ngay các bác nhìn từ mặt mũi của nó còn đẹp keng luôn, rất là đẹp luôn dòng Nutman. Đấy, nhìn cái bộ máy nó đủ đã mắt rồi.
Và với con Pau 5M21 đẹp xuất sắc, hai đồng hồ vu to vật vã như này. Hôm nay em Tuyến để bình thường những con này đang bán trên 15 triệu. Hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với mức giá là 13 triệu 800 nghìn đồng nhé. 13 triệu 800 nghìn đồng cho một con mặt vàng gold rất là hiếm luôn. Đấy, các bác thường thường thấy là sẽ gặp những dòng mặt trắng, nhưng mà con này là mặt vàng gold tuyệt đẹp luôn. Các bác nghe hay, trưng bày rất là sang chảnh luôn, rất là đẹp. Đó, em bao zin bao đẹp luôn, chưa có một mối chấm hàn nào. Tám sò sắt đại của Sanken này, zin theo máy luôn. Và những con sò của Toshiba chữ đỏ này. Đấy, sò Toshiba chữ đỏ còn zin nguyên bản luôn, không có chấm bút thay thế bất kể một chỗ nào luôn. Đó, rất là đẹp luôn và rất là sang chảnh, với mức giá trên chỉ có 13 triệu 800 nghìn đồng. Và tiếp đến em Tuyến giới thiệu cho các bác đến một con Pau đến từ thương hiệu quả PV, một dòng Pau của Mỹ các bác nha, dòng Mỹ nòi luôn. Đấy, made in USA này, nguyên bản này. Con này thì được thiết kế là hai volume riêng biệt và có hai đèn nháy tia rất là đẹp luôn. Đấy, hai đèn nháy tia rất là đẹp, dòng PV. Có model là CS1000X các bác nhá, CS1000X. Con này cho công suất 750W một kênh, nhân 2 750W. Nhân 2 tức là 2 kênh. Đó, con này là 750W một kênh thì nó là một model cực khủng luôn. Đấy, các bác nhìn hai quả tụ của nó còn to hơn hai non sữa ông Thọ này. Màu xanh này, hai quả tụ này. To hơn hai non sữa ông Thọ luôn, rất là to vật vã luôn. Đó. Đặc biệt con này đánh trở kháng từ 2 ôm trở nên. Ở đây thì nó thiết kế cho 3 cầu loa các bác nhá. 3 cầu loa nó đánh từ 2 ôm nên là liền lúc các bác chơi cho em 3 đôi bát 30 mà không phải nghĩ. Đấy, ngõ tín hiệu vào thì các bác sử dụng dắt Sony hoặc dắt Canon tùy các bác. Đấy, dòng PV made in, sản xuất tại made in Japan. Con này nó xuất thị trường châu Âu nên là điện của nó là 220V các bác nhá. Đấy, 220V. Đó, con này công suất là 1500W này, 1500W. Đánh từ 2 ôm trở lên, đánh 3 cầu loa. Ở đây thì nó sử dụng một cầu loa đây, 2 cầu, 3 cầu, đấy 3 cầu loa các bác nhé. Dòng này, cầu loa này thì nó sử dụng dắt 6 ni, cũng dắt 6 ni các bác nhé. Dắt 6 ni, đấy. Con này thì quả nó thì cực kỳ khỏe luôn. Đó, con này cực kỳ là khỏe luôn, rất là chất lượng luôn. Và đặc biệt con này sử dụng đến 24 sò sắt của các bác nhé. 24 con sò sắt của Motorola, đây. Các bác nhìn nhé, mỗi một vế của nó là 16 con. Đây là một vế là 16 con các bác nhá. Đấy. À mỗi em xin lỗi, mỗi một vế là 12 con. Em lại nhầm. Mỗi một vế là 12 con sò quả Motorola xịn sò luôn. Ở dưới này 12 con. Ở đây là nó 6 con đây và 6 con bên trong đây nhé. Nó nằm ở trong trong bên trong này này. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? Đấy, sò bên trong này là 6 con. Bên ngoài là 6 con, tổng 24 sò sắt của Motorola. Và đặc biệt là những dòng PV này cho chất âm rất là ngọt ngào, khi các bác nghe nhạc hay và các bác hát karaoke thì nó là đỉnh cao rồi. Đó, con này, những con này thì chất lượng âm thanh thì nó là miễn bàn. Các bác nghe nhạc hay và chơi karaoke thì nó cũng rất là mượt mà luôn. Đấy, các bác nhìn bo mạch của nó đẹp, xuất sắc luôn. Không có một mối chấm hàn nào vào. Từ biến áp của nó đây, con này bê nệ khệ luôn. Con này nó cũng nặng tầm khoảng độ trên 30 cân các bác nhé. Đó, trên 30 cân thì rất là nặng. Một con Pau rất là khủng luôn. Các bác nghe nhạc hay và hát karaoke thì những con này thì nó là đỉnh cao rồi. Đó, các bác chơi những con này thì nó là đỉnh cao rồi. Và em Tuyến cũng báo giá luôn với con PV CS1000X. Hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với mức giá là 11 triệu. 11 triệu đồng nha các bác nhé. Hôm nay em để cho các bác với mức giá chỉ có 11 triệu đồng luôn. Đấy, con này bình thường đang bán trên 12, 13 triệu. Nhưng mà hôm nay em Tuyến xả giá để cho các bác với mức giá chỉ có 11 triệu đồng. Để cho các bác chơi một con Pau siêu khủng luôn. Đó, size rất là cao to và rất là đẹp. Mà đặc biệt là nháy tia của nó cực kỳ là đẹp luôn. Để cho các bác chơi những dòng hạng nặng luôn. Với mức giá chỉ có... Đấy, 11 triệu đồng cho một con Pau siêu khủng. Và hôm nay em Tuyến vừa giới thiệu cho các bác đến 6 bộ sản phẩm. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917 838 969. Và cũng là số Zalo của em luôn các bác nhé. Cũng là số Zalo của em, địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Và đối với 6 sản phẩm này, các bác nào có nhu cầu mua bên em với những sản phẩm những dưới chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em 500.000 đồng. Và đối với những sản phẩm trên chục triệu thì các bác vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 10% giá trị sản phẩm để em gửi hàng cho các bác.
Và toàn bộ giá em Tuyến vừa báo trên chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bác nào có nhu cầu sản phẩm nào, alo luôn cho em Tuyến để em tư vấn cho nó kỹ càng hơn. Em Tuyến cũng xin phép được dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ủng hộ em Tuyến. Em Tuyến xin kính chào các bác.